Xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về giá heo hơi từng ngày. Dự báo giá heo hơi ngày 14 tháng 6, tại các tỉnh thuộc miền Bắc đã không còn tăng giá như những ngày trước. Toàn miền chỉ có tỉnh Hà Nam giảm từ 41.000 đồng trên ký xuống còn 40.000 đồng trên ký. Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Ninh Bình dao động từ 37.000 đồng trên ký đến 39.000 đồng trên ký, không có nhiều thay đổi với hôm qua vài nơi đang có giá tốt, được thu mua trên 40.000 đồng trên ký, như Thái Nguyên, Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định. Giá heo hơi tại miền Bắc nằm trong khoảng 33.000 đồng trên ký, đến 42.000 đồng trên ký. Thị trường miền Trung tăng giá bán. So với miền Bắc, giá heo hơi tại thị trường miền Trung tăng khá tốt, với biên độ dao động từ 3.000 đồng trên ký, đến 5.000 đồng trên ký. Cụ thể, tỉnh Quảng Bình từ 35.000 đồng trên ký, tăng lên 38.000 đồng trên ký, Bình Định được giao dịch ở mức 30.000 đồng trên ký, nay đã tăng lên 35.000 đồng trên ký, Khánh Hòa và Ninh Thuận là những nơi tăng giá tốt khoảng 4.000 đồng trên ký, và cùng có giá xuất chuồng 42.000 đồng trên ký. Tỉnh Đắk Lắc cũng tăng nhẹ khoảng 1.000 đồng trên ký, lên 39.000 đồng trên ký, toàn miền có tỉnh Nghệ An giảm nhẹ từ 42.000 đồng trên ký, còn 41.000 đồng trên ký. Tuy nhiên so với mặt bằng chung đây vẫn là mức giá cao. Giá heo hơi toàn miền Trung từ 31.000 đồng trên ký đến 42.000 đồng trên ký. Giá heo hơi tại miền Nam. Miền Nam tiếp tục xu hướng biến động theo chiều hướng đi lên, nhưng biên độ không còn lớn. Trong đó, Đồng Nai tăng tương đối tốt từ 35.500 đồng trên ký lên 37.500 đồng trên ký, thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 1.000 đồng trên ký và đang có giá 35.000 đồng trên ký. Bình Dương, Hậu Giang tăng nhẹ 1.000 đồng trên ký so với hôm qua. Ngoài ra còn có tỉnh Vĩnh Long tăng 4.000 đồng trên ký, từ 35.000 đồng trên ký đến tỉnh Long An giảm từ 38.000 đồng trên ký, về còn 37.000 đồng trên ký. Giá heo hơi tại miền Nam được thu mua từ 30.000 đồng trên ký, đến 41.000 đồng trên ký. Lào cai trích quỹ dự phòng hỗ trợ người chăn nuôi heo. Theo báo Nông nghiệp Việt Nam, tại huyện Bảo Thắng 26 hộ chân ở các xã Phong Niên, Xuân Quang, thị trấn Lưu và thị trấn Phong Hải thuộc tỉnh Lào Cai đã nhận được số tiền là 744 triệu đồng. Bảo Thắng là vùng trọng điểm nuôi heo của tỉnh Lào Cai, với khoảng 150.000 con, chiếm khoảng 30% tổng đàn heo toàn tỉnh. Ngoài Bảo Thắng, 6 huyện, thành phố khác là Mường Khương, Simacai, Văn Bàn, Bảo Yên, Bắc Xác và thành phố Lào Cai đang khẩn trương chốt số hộ và khối lượng heo bị tiêu hủy, để trích quỹ dự phòng hỗ trợ tiền cho người chăn nuôi, theo quy định của tỉnh. Trước đó, tỉnh Lào Cai đã ban hành mức hỗ trợ, cụ thể là heo con, heo thịt các loại hỗ trợ 28.000 đồng trên ký, heo nái, heo được chống đang khai thác hỗ trợ 42.000 đồng trên ký. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ khi giá heo thịt trên thị trường biến động, tăng giảm 20% trở lên, nhưng không quá 38.000 đồng trên ký.